nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Ốc Thanh Vân đồng loạt lên tiếng về clip liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Cách đây không lâu, dư luận xôn xao khi một nam diễn viên quen mặt với khán giả bị tố giả mù cùng ông Võ Hoàng Yên lừa đảo bệnh nhân. Nguồn cơn xuất phát từ một đoạn clip, trong đó ông Võ Hoàng Yên như thường lệ lại hành nghề chữa bệnh, còn nam diễn viên vào vai người mù. Sau khi xem được, diễn viên Hồng Ánh vô cùng bức xúc, cô để lại bình luận lên án việc làm này, cho rằng đây là hợp sức lừa gạt mọi người. Không tốn nhiều thời gian để cư dân mạng tìm ra Facebook của nam diễn viên. Anh chính là Bùi Công Danh, một gương mặt không ít lần xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Áp lực quá lớn từ dư luận khiến Bùi Công Danh phải khóa chế độ bình luận công khai. Mặc dù vậy, nam diễn viên vẫn phải nhận về những lời lẽ không hay. Đến vài ngày trước, Bùi Công Danh cuối cùng cũng đã lên tiếng. Trên trang cá nhân, anh kể rõ sự tình. Tôi là một diễn viên và đó chỉ là một vài diễn trong một bộ phim 3 năm về trước. Những hình ảnh và clip mà mọi người thấy lan truyền khắp bữa giờ là trích từ trong phim Nhân quả cuộc đời 3 đây là một series phim phật giáo mà câu lạc bộ hòa tâm cũng như giáo hội phật giáo việt nam xin ý kiến và được ban hành với mục đích cúng dường phát tâm gửi gắm thông điệp qua từng phần mọi người có thể tìm hiểu và xem lại phim tâm trong sáng, lòng không thèn, Tôi cảm ơn các anh chị đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và khán giả đã thấu hiểu, cùng sát cánh và động viên tôi trong thời gian vừa qua. Tôi sẽ tập trung cho công việc của mình một cách tốt nhất. Mong tất cả mọi người luôn ủng hộ tôi trên chặng đường làm nghề phía trước. Cảm ơn rất nhiều. Ngay dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp đã để lại bình luận an ủi nam diễn viên. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nhắn nhủ, thương thằng nhỏ vô cùng nhưng cây ngay không sợ chết đứng nhà con. MC Ốc Thành Vân động viên, không sao nhé em, cứ vững tâm làm nghề em nhé. Ca sĩ Pha Lê nói ngắn gọn, thương. Diễn viên Thành Bình, mạnh mẽ vững tâm vượt qua nhà danh ơi, mình cứ lao động chân chính thì chẳng có gì phải ngại, mong em sớm ổn định bình tâm. Khán giả sau khi hiểu rõ sự tình cũng tích cực share bài viết cho bù công danh, đồng thời hy vọng Hồng Ánh đọc được và lên tiếng giải thích cho đàn em. Yeah.